Xin chào toàn thể các bác nhá. Thì đây là một cái clip gần như là ngoài trời rồi. Đấy, tại cửa hàng bên Hoàng Hà chúng em nhá. Thì tại sao ngày hôm nay bên chúng em lại làm một cái clip ở ngoài trời như này? Thì vừa rồi bên Hoàng Hà chúng em vừa về được một cái dòng, đó là dòng của EB Pro. Cái con này là con loa kéo nhá các bác nhá. Con loa kéo. Và vừa rồi ở ngay cạnh bên quán em đây là một cái quán cà phê ngay cạnh bên cạnh như này, thì chị có lấy con loa kéo này bên Hoàng Hà chúng em. Thì chính xác thì con loa kéo này thì là bên chúng em cũng vẫn còn chưa quảng cáo cơ, thì là hiện tại là chị đã lấy rồi. Thì ở đây em cũng tiện em làm một clip luôn, em giới thiệu cho tất cả các bác luôn. Đây, dây rắc của nó đây nhá các bác nhá. Đấy, dây rắc 3m luôn. Em có tặng chị luôn một cái dây rắc 3m như này. Và đặc biệt ngày hôm nay cái loa kéo này em về hàng cũng gọi là cái số lượng nó cũng khá là ít ỏi thôi, nó cũng không được nhiều. Bởi vì cái hàng này là cái hàng loa kéo của thương hiệu EB Pro mà. Cái hàng này nó là hàng chính hãng, với bác nào biết thì nó biết thì là khi mà xem trên kênh chúng em thì nó là hàng chính hãng chuẩn của EB Pro rồi. Cho nên khi bên Hoàng Hà chúng em về thì cũng không được số lượng chị đây em một tí. Đấy, cũng không được cái số lượng khá là nhiều đâu nhá các bác nhá. Thì hiện tại ở đây, đây chị em nhờ hình ảnh chị một chút luôn nhá. Đây, đây là chị vừa rồi chị đã lấy cái con EB Pro này bên Hoàng Hà chúng em nhá. Đấy, rất là ok luôn, bởi vì cái hàng này là hàng chuẩn chính hãng. Em vừa phải đi về hàng mãi mới được cái hàng như này nhá. Tận ngày hôm nay em mới có hàng luôn. Và con này là con chị lấy hiện tại ở đây là chị lấy một con bát 40 để chị để tại cửa hàng chị ý. Đấy. Hàng này thì rất là đẹp rồi, để cho khách sử dụng thì rất là ok luôn. Còn đây là về cái phần thiết kế của em nó đây, thì các bác có thể nhìn qua cho em này. Tất cả các cái hàng chính hãng của nó thì tất cả thương hiệu hay là các cái mẫu model của nó ở đây thì nó đều sẽ được thiết kế, đều được ghi rõ trên mặt nhá. Và đặc biệt cái thiết kế này thì là khi mà các bác về nhà các bác sử dụng thì có một vài các thiết kế nhất thiết khi mà để ở trong cái cửa hàng của mình thì đều có nhá các bác nhá. Như là giảm volume. Đấy, tăng giảm volume. Cái này khách không thể chỉnh được nhá. Thế khi mà các bác về thì các bác có thể liên hệ bên em sẽ chỉ tận tình cho tất cả các bác luôn. Và cũng như là đặc biệt của nó thì có tổng cộng ở đây là 3 cái đường mic và tất cả là một đường vào, một đường ra như này nhá các bác nhá. Và nó có thêm cả một đường vào của cái cổng DC nữa, power nữa, cho nên khi các bác sử dụng thì rất là ngon thôi. Hàng này thì rất là đẹp rồi, có thêm cả cạc này và USB thì các bác có thể cắm thoải mái. Cũng như là thường thì con này bắt Bluetooth rất là xa luôn. Vừa rồi em có kiểm tra cái về chất lượng Bluetooth như thế này thì em lên trên tầng em vẫn có thể bắt được nhá các bác nhá. Đấy, bắt chất lượng rất là ok luôn, nhưng mà để mà hát con này thì nó sẽ được trong tầm khoảng tầm 40m², hát rất là thoải mái. Đấy. Hàng như này thì là em về tại cửa hàng như này thì là em vừa về được, cái số lượng cũng khá là ít thôi, cho nên là về cái giá cả các thứ thì em sẽ để trên kênh tiêu đề luôn. Đấy, và bây giờ thì em xin phép là em sẽ dừng cái clip ở đây, em để em đưa sang cho chị ở đây. Đây, chị đang đứng đây rồi, chị chuẩn bị đưa tiền cho em luôn đây, là em sang hàng thôi. Đấy, hàng họ ở đây thì em về cũng được số lượng, cho nên tất cả bác nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay đến bên Hoàng Hà chúng em nhé. Đây, một vài bác cũng rất là thắc mắc bên Hoàng Hà chúng em ở đâu thì địa chỉ các thứ trên kênh thì em có để rất là nhiều nhá. Đây, cả số điện thoại các thứ nữa thì các bác có thể đến tại cửa hàng nhá. Thì em xin phép kết thúc cái clip này ở đây. Xin chào và gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo nhá. Xin chào.